do anh yêu từ đôi tay và bầu nhiệt huyết có hiếm từng ngày. Bước chân tự tin tuy khó khăn còn đó, luôn thay đổi từng tư duy tập trung vào trên đời. Doanh nhân là người đổi sống trọn vẹn từng phút giây, truyền nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tinh sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng, mừng ngắm doanh nhân vì trời niên đón chào. Chuyện nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tính sáng tạo,